Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Năm 2019, vụ bê bối tình ái của nam diễn viên gạo cội Trung Quốc Ngô Tú Ba chắc chắn là một trong những vụ việc được giới truyền thông và cộng đồng mạng quan tâm nhất. Ngô Tú Ba sinh năm 1968 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Ông có đủ điều kiện cần thiết để bước chân vào giới giải trí. Nhưng sự nghiệp của nam diễn viên không thuận lợi như nhiều tên tuổi cùng trang lứa. Giai đoạn năm 1988 cho đến năm 1995, Ngô Tú Ba công tác tại đoàn nghệ thuật thuộc Cục Đường sắt. Sau khi rời cơ quan này, ông trở thành người thất nghiệp. Ngô Tú Ba thừa nhận những năm tháng tuổi trẻ lười nhác và có cuộc sống phóng túng Năm 1998, ở tuổi 30, Ngô Tú Ba mới tham gia đóng phim truyền hình. Bộ phim đầu tay của ông là Núi Lõm, vào vai một thanh niên sống ở nông thôn. Ngô Tú Ba có nhiều năm tham gia các phim truyền hình mang tư tưởng dân tộc, yêu nước và xây dựng kinh tế. Sau năm 2010, Ngô Tú Ba trở nên năng nổ hơn khi chịu khó tham gia nhiều phim mang tính thương mại như Triều Thị Cô Nhi, Tứ Đại Sành Bộ, Bắc Kinh Gặp Gỡ Seattle, Tổ Tô tông 19 đời, không chiến, đại quân tư mã ý hay quân sư liên minh. Trong sự nghiệp diễn xuất, dù khởi đầu muộn, nhưng Ngô Tú Ba có trong tay nhiều giải thưởng lớn như giải Bạch Ngọc Lan, Bách Hoa, Kim Ưng, Hòa Đỉnh. Ở Trung Quốc, Ngô Tú Ba là diễn viên tài năng, hơn thế ông còn là nhà kinh doanh đại tài, trang tin Sohu bình luận. Quyền lực của Ngô Tú Ba được xếp vào top đầu những nghệ sĩ có tiếng nói tại Trung Quốc. Ông hiếm khi lên báo chia sẻ về sự xa hoa của bản thân, nhưng trong tay nam diễn viên này là nhiều công ty sản xuất phim hàng đầu. Nổi tiếng là nam diễn viên có diễn xuất dày dặn kinh nghiệm, Ngô Tú Ba gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua rất nhiều tác phẩm hay và chất lượng như Quân trừ Liên minh, Fighting Mr. Right. Ngô Tú Ba cũng từng hợp tác với nhiều sao nữ nổi tiếng như Lưu Đào hay Thang Duy. Không chỉ giỏi diễn xuất, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, được mệnh danh là ông chú Mỹ Nam của xe buýt. Bên cạnh đó, nam diễn viên có đời tư trong sạch, nói không với scandal. Không chỉ vậy, theo tờ Thiên Giang cho hay, từ năm 2008, Ngô Tú Bà đã đầu tư vào các công ty sản xuất phim. Trong tay ông là 12 công ty lớn nhỏ, công ty quy mô nhỏ có vốn điều lệ vài triệu đô la, công ty lớn lên đến cả trăm triệu đô la, tập đoàn giải trí Wanda cũng phải kiêng nể Ngô Tú Ba vài phần. Tuy nhiên, ở đời không nói trước được chữ ngờ, năm 2019, Ngô Tú Ba vướng vào bê bối tình ái chấn động, bị tình nhân lâu năm tố bắt cá nhiều tay dù đã có vợ con. Sau scandal ngoại tình đồng trời bị phanh phui, các dự án ra mắt vào năm 2019 của Ngô Tú Ba cũng phải chịu cảnh đắp chiếu, thay diễn viên mới hay nhẹ nhàng hơn là rời lịch chiếu sớm. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 khi nữ diễn viên trẻ Trần Dục Lâm bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm nhập nhằng với Ngô Tú Ba. Theo đó, Trần Dục Lâm thừa nhận đã ở bên Ngô Tú Ba 7 năm, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ trên phim trường vào năm 2011. Theo nữ diễn viên vì ngôi sao quân sư Liên Minh, cô đã từ bỏ nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp để trở thành tình nhân vô danh vô phận trong nhiều năm, thậm chí sinh cho Ngô Tú Ba hai người con. Nữ diễn viên còn tiết lộ, khi bạn trai hơn 25 tuổi quay phim Quân sư Liên minh, cô ở cùng anh trong phòng 1208 tại khách sạn ở Hoành Điếm, lo việc bếp núc, giặt đồ suốt gần một năm. Tuy nhiên, người đẹp họ Trần Tố Ngô Tú Ba không chỉ có mình cô. Trong năm 2013 và 2017, tài tử 50 tuổi còn qua lại với hai người phụ nữ khác. Một trong số đó là Trường Trí Khê, bản diễn của Ngô Tú Ba trong Quân sư Liên minh. Trần Dục Lâm còn bị tình địch nhắn tin gây rối suốt nửa cuối năm 2017, thậm chí hẹn gặp nói chuyện. Trần Dục Lâm nhấn mạnh cô bị làm phiền đến mức rơi vào trầm cảm. Sau khi thông tin trên được lan truyền, báo chí trong nước đã liên lạc với phía Ngô Tú Ba và Trần Dục Lâm để làm rõ nhưng đều bị từ chối. Trong khi đó, Trương chỉ khê phản pháo tin đồn bằng dòng trạng thái trên Weibo như sau tết trung thu ăn dưa cẩn thận nha chúc đương sự hạnh phúc đừng đồng đến tôi cảm ơn thanh giả tử thanh không chỉ vậy nữ diễn viên trẻ còn ám chỉ bị ngô tú bà quấy rối nhiều lần và bày tỏ sự tức giận trước hành động lên án của trần dục lâm chưa dừng lại ở đó, sân mảng tố Ngô Tú Ba đã kết hôn nhiều năm và bà xã của anh chính là quản lý Hà Trấn Á nhưng chỉ hữu sành vô thực và có thể đó chính là nguyên nhân khiến Trần Dục Lâm trở thành tiểu tam xen vào khoảng trống khôn nhân của tài tử Ngô. Dù lảng tránh trả lời vụ Trần Dục Lâm, phía Ngô Tú Ba lập tức thừa nhận đã kết hôn và có con với Hà Trấn Á. Ông Ngô Bắc tin họ chỉ là vợ chồng sai nghĩa cũng như Hà Trấn Á là quản lý của chồng vậy sự thật mối quan hệ tình tay ba này như thế nào là người của công chúng ngô tú ba sẽ đối diện và giải thích ra sao trước làn sóng hoài nghi của dư luận liệu mối quan hệ tình ái lăng nhăng mờ ám có ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngô tú ba hay không ngay từ thời điểm đó, sư luận đã đồn đoán với thế lực và các mối quan hệ của mình, rất có thể họ ngô sẽ trả thù Trần Dục Lâm cũng như dàn mặt các cô bồ nhí xám ra mặt. Và nghi ngờ này có vẻ đúng khi không lâu sau đó, cô bồ Trần Dục Lâm bị gài bẫy bắt quả tàng vì tội tống tiền.